này mối duyên thầm. Trước là tiên binh, nàng là giỏi tiên cầm, nhưng mà chốn tiên linh không dành cho lối duyên ngầm. Nàng là lương y, chữ lành bệnh tương tư, ta mất cái lương chi khi gần nàng nói nương tử. Cũng chẳng giấu gì, ta đã viết ở tâm thư, kể về một con gái trở thành một con chim bất tử. Vượt lấy giang sơn và ta ví như họa, ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa. Một tay nhói tim nàng có phải cái chấm lạ, từ phát sáng đến xa lại tự giúp ta bỏ cái tâm tà. Tại sao ngọc đường chưa được lệ giai nhân, ta quyết chiến thiên địa nếu như này ai ngăn. Nàng con độc đinh ta cũng là trai tân kết, đó sinh ra hài tử đặt tên là Khai Tâm. Xuyên bị sâu mà để gặp người khi trước tha nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng sâu trốn thiêng bồng lục tìm mãi khiến ta vương tình à. Hơi thê thái nhân gian luân hồi.